vậnmayshop.com, shop app Free Fire Liên Quân giá rẻ. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay hiện tại thì mình đang có mặt ở trên đảo quân sự. Ui, thằng nào bắn mình mà căng vậy hả? Ê, sợ quá cơ anh em ơi. Ơ kìa, để coi nào, ở trên. À kìa, úi dồi ôi, em ơi. Bắn căng vậy hả? Ê, bắn căng vậy hả em? Úi dồi ôi, bạn ơi. Bắn mãi thì nó cũng đai rồi nha các bạn. Công nhận là mệt mỏi quá cơ. Ok, quần máu cái đã. Và kiếm coi nào. Tôi nhớ là ở ngay cái phía trước mặt chúng ta cũng sẽ có một thằng nữa. À đây. Ôi, em ơi. Trời ơi. Thanh niên ơi, đáng lòng cho em. Như vậy là mình đã vừa được qua được ngay một cái khẩu súng SK 2 kill rồi nhé mọi người. Và trong cái video này thì mình sẽ cùng các bạn test cái skin của cái quả lựu đạn mới nha. Lượn lờ cơ nào. Quan trọng là mình sẽ phải kiếm lấy những cái quả lựu đạn cái đã. Bây giờ là chưa có quả lựu đạn nào, nên là không biết là test skin kiểu gì đây mọi người ơi. Lượm sao cơ nào. Ui, ngon vậy. Cái hòm sau này nó lại có cả Rosa cơ. Quá đã luôn. Lượn lờ lên phía trên cơ nào. Đây anh em ơi, lên xe cái đã. Ok nhá. Chạy thẳng xuống phía dưới này coi. Ơ kìa. À, thằng nào bắn súng vậy hả? Em ơi. Úi dồi, em ơi. Vỡ đầu luôn nha. Thanh niên, tính là đấu súng với anh hả? Thế thì vỡ đầu là đúng rồi nhá. Chạy qua chỗ nó luôn. Để lượng xác cái nào. Ok, chúng ta sẽ có thêm được một cái gậy bóng chày, thêm một tổn thương nữa này. Và mình đã có tận là 4 tổn thương. 4 tổn thương thì hơi bị ít, nên là chắc chắn chúng ta sẽ phải kiếm thêm những cái tổn thương mà thôi. Chạy lên hướng này coi. Ê, bao nhiêu đây? Còn lại 29 thằng nữa. Vẫn còn khá là đông anh em ạ. Chạy lên phía trên này coi nào. Các bạn lại chạy đi đâu? Hết rồi nhỉ? Đây mình đang chạy lên cái phía cổng trời. Ui, what the hell. Trên này là mình chưa có thấy ai cả luôn. À kia. Ui, kia rồi. Tưởng là ở đâu cơ. À, chạy vào nhà rồi hả? Ok, anh chạy qua chơi với chú luôn. Tưởng là chạy vào nhà thì ngon hả em. Rồi nhá. Lút xác tạm cái đã nào. Ui, hòm xác ở ngay đây thì lại không có quả lựu đạn nào. Ây, chán quá cơ. Lên trên tầng con nào. Tôi tưởng là kia nó chạy lên tầng rồi chứ. Bây giờ chạy lên tầng nhưng có thấy ai đâu. Thanh niên kia chạy đâu mà nhanh chân vậy ta. Lượn qua phía này coi. Hello bạn ơi, bạn đang ở đâu vậy? À kia. Em ơi, chạy nữa đi em. Chạy nữa đi em ơi. Ok, xong nhá. Mình đã có được kill thứ tư. Ồ, có chảo nữa này. Ngon. Thế là chúng ta đã có được một cái chảo che mông rồi. Lên xe và chạy đi kiếm người nào các bạn. 23 người trên đó cả. Đông phết nhỉ. Không sao, chúng ta sẽ tìm từng đứa và kill luôn anh em ạ. Không phải ngại bất cứ điều gì cả. Đây, mình sẽ chạy thử qua cái UAV coi. Không biết là trong UAV có ai hay không nhỉ. Không có ai cả. À đây, dưới khu dân cư có người này. Chạy thẳng xuống luôn. Úi dồi, em ơi. Chạy đâu hả em? Em ơi, tính chạy đâu vậy? Tính chạy đâu vậy? Úi dồi ôi. Xong nhá. Và như là có một đứa ở ngay trong nhà anh em ạ. Nó chạy ra ngoài rồi. Em ơi, em đâu rồi? Ơ kìa. À, quân vàng hả? Hét sóc luôn. Ơ kìa. Một thằng quần xanh thì cũng đai luôn nha. Ghê à nha. Mình đã có được mạng thứ 7 rồi nhá. Công nhận là kill mấy đứa này dễ thật anh em ạ. Ơ kìa. Căng căng căng. Áo xanh hả em ơi?
Xong luôn. Áo xanh chính là móc lốp anh hả? Ok, vậy là mình đã có được bạn thứ 8. Nhưng mà hôm nay trong cái ván đấu này thì kiếm lựu đạn nó khá là khó khăn. Khi mà mình đã kill được tận 8 đứa nhưng mà vẫn chưa có cái quả lựu đạn nào. Nào, chạy qua đây coi. Uầy, ở đây không có lựu đạn. Nhưng mà nó lại có cái đầu giảm thanh. Ngon, có giảm thanh thì chúng ta sẽ có cơ hội sống dai hơn anh em ạ. 13 thằng nữa hả? Đây, quần mọc đá. Rồi là tính sau nha. Chạy qua đây cơ nào. Ơ kìa, không có một ai cả. Nhưng mà cái mục đích chính của cái video này là mình sẽ muốn kiếm thật là nhiều bom keo cơ. À đâu, mình nhầm anh em ạ. Kiếm thật là nhiều lựu đạn. Nhưng mà cái đậu xanh chạy mãi thì chưa kiếm được một quả lựu đạn nào cả. Không hiểu sao. Ơ kìa. Úi dồi em ơi. Chạy hả? Em ơi chạy hả? Và mình đã có được mạng thứ 9 luôn. Hôm nay lại lắm bạn chạy rông thế nhỉ. Quá ngon. Đã có kill thứ 9. Chạy xuống dưới cơ nào. Uầy, thính rơi kìa anh em. Chạy qua để lượm thính luôn. Sao phải ngại nhỉ. Úi dồi ôi, trông cái thính nó thơm quá cơ. Ơ kìa, căng căng căng. Thằng nào bắn mình vậy hả? Ây em ơi. Em ơi đừng bắn anh nha. Ok, xong luôn. Có luôn được mạng thứ 10. Và mình đã lượm thêm được một túi cứu thương. Bây giờ là có 6 túi cứu thương rồi anh em ạ. Uầy, lại là Rosa hả? Mình có rồi nên là mình cũng chẳng cần luôn. Tại sao mà hôm nay nó lại có nhiều Rosa quá cơ? Liệu đâu rồi? Mình cần liệu các bạn ơi. Ấy lại dính ngay cái vùng NG. Căng căng căng. Chạy qua kiếm liệu cái đã. Ồ, không có một quả liệu đạn nào. Chạy nhanh thôi nào anh em ơi. Cái này là dính ngay cái vùng NG này. Chạy nhanh, không là bom rơi chúng người bây giờ. Là có khi là mình lại phải chơi lại trận mới đấy các bạn. Let's go. Luôn vào ngay. 9 thằng nữa. Ok. Cứ chạy vào trong xưởng cơ khí cái đã. Để trú tạm ở trong cái vùng NG anh em ạ. Uầy, chắc là trong xưởng này chẳng có ai đâu. Nhưng mà không biết là nó còn sót cái quả lựu đạn nào hay không. Úi dồi ôi, mũ giáp lịp 2. Ba lô 2 luôn này. Lựu đạn thì không thấy đâu. Mình không biết là sẽ phải chạy đi đâu để kiếm lựu đạn nữa cơ. Bình thường là mấy cái lúc không cần thì lựu đạn nó rất là nhiều. Còn cái lúc cần thì là chạy mãi chúng ta lại không tìm thấy được lựu đạn. Ok, 8 thằng nữa. Cố lên nào các bạn ơi. Ây, chạy qua lối này coi. Ra ngoài luôn nhỉ. Ây, có khá là nhiều đạn xuống trường. Nhưng mà với cả ba lô level 3 thì mình đã được full 97%. Và đây, bây giờ là lên tận 98% rồi nha em ơi. Còn 2% nữa. Chắc là cũng chỉ để dành để đựng lựu đạn mà thôi. Ơ kìa, chuẩn bị có một cái nâng giáp này. Mình sẽ chạy qua để ăn cái nâng giáp. Nhưng mà kiểm tra trong này cái đã. Ấy, trong này không có quả lựu đạn nào. Vậy thì ra ngoài và ăn cái nâng giáp thôi nha em ơi. Chuẩn bị có được giáp 4.5. Đã ghê nhỉ. Ok ngon. Lượn lờ ở đây coi. Còn lại có 6 mạng nữa thôi. 6 thằng còn lại đâu. Các chú chạy qua đây, anh sẽ kêu các chú luôn. Kêu từng đứa một luôn chứ lại. Anh mà phải ngại các chú cả. Thỏ Ngọc đang cố gắng là đi tìm 6 đứa còn lại. Nhưng mà có thấy ai đâu. Hello các em, chị Thỏ Ngọc này. Các em đang ở đâu vậy? Chị Thỏ lại sới cho các em chạy SML bây giờ. Không có người. Ở phía trước mặt chúng ta là có một chiếc xe thể thao màu đen 2 chỗ. Mình sẽ lấy con xe này để chạy tạm đi săn người luôn. Cho nó nhanh. Chứ còn là chạy bộ thì bao giờ mới săn được người hả? Đây, có xe rồi nhá. Lên xe và chạy thôi các bạn ơi.
là mình sẽ chạy lên cái hòm thính ở ngay đây luôn. Đây rồi. Uầy, sao thì có người hả? Em ơi, xuống xem cái nào. Ơ kìa, bình cao lang nhà em ạ. Cái đậu xanh, what the hell. Đậu xanh em ơi. Thanh niên, em ơi, núp sau thính hả em ơi? Đừng có núp nha, đừng có núp nha em ơi. Có núp cả. Úi dồi ôi, núp nó đi em ơi. Ơ kìa, đang còn sống cả. Cuối cùng cũng đai rồi nhá. Ơ kìa, căng căng. Nó gài mình luôn vào thính các bạn ạ. Không sao, may là mình có giáp chống nổ nên là mình vẫn đang còn sống nha. Chứ còn là dùng dăm ba cái giáp Sida thì có thể là mình đã bị rời khỏi trận đấu rồi các bạn ạ. Ok, vào lối đi coi. Uầy, cái xe thì ở mãi dưới kia. Như vậy là lúc này nó lag kiểu gì mà mình lại ở được ngay phía trên. Công nhận tài thật. Không hiểu sao lái xe nó cũng gặp lỗi như vậy nữa. Lên xe cái nào. Còn là có 4 người nữa thôi. Đây, mình chạy xe lên phía cổng chờ luôn. Ơ kìa, có xe quân đội kìa anh em ơi. Chặn đầu xe nó. Ê, trời ơi, quá hay quá hay. Cái địch đã bị mình dùng xe mình chặn đầu xe nó. Và nó đã bị động thổ. Đây em ơi, anh dựng được mang cái đã này. Anh thử chú rồi nhá. Ăn lựu đạn mới nha em ơi. Nổ, đấy. Anh em thấy chưa? Mình sẽ xử nó cái đã. Em ơi, đứng lại đi em ơi. Đừng có chạy, đừng có chạy em ơi. Ok xong. Mình sẽ cầm cái quả lựu đạn này. Và tất nhiên là sẽ trải nghiệm lại cho anh em xem một lần nữa. Đây nó là skin lựu đạn mới này. Đó, nổ rất là to và ánh sáng rất là đẹp luôn nha các bạn. Mình đã còn một quả lựu nữa thì mình sẽ dùng để nổ thêm một người chơi nữa anh em ơi. Còn lại có hai đứa này. Uầy, vậy là mình đã lọt vào trong top 3 của trận đấu này. Còn hai thằng nữa thôi. Đó, mình đang để sẵn quả lựu ở ngoài. Thằng nào mà chạy vào thì mình sẽ test lựu với nó luôn. Ơ kìa, phóng lựu M79 cả. Chơi luôn. Sao phải ngại. Ok, lấy luôn. Lượm thêm hai viên đạn phóng lựu này. Rồi nhá. Hai thằng của đâu? Đến đây anh cho ăn đạn phóng lựu M79 này em ơi. À đây. Úi dồi ôi, thanh niên này. Xong luôn. Trời ơi, bắn tôi ngáo vậy. Đây, còn một quả lựu đạn nữa này. Thằng của đâu? Anh cho chú ăn lựu luôn. Ơ kìa nó kìa. Ngồi xuống các bạn ơi. Ăn ngay một quả lựu nha em ơi. Kìa kìa. Ồ, lựu nổ rất đẹp. Ăn đạn phóng lựu này. Ăn đạn phóng lựu này. Ok, và cần nhân gấp luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.